Vâng, Hyundai Accent thì vẫn được là một trong những cái dòng xe mà rất được nhiều người tin dùng về cái phần thiết kế, kiểu dáng và chất lượng của chiếc xe. Vâng, thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2013, xe được trang bị hộp số sàn máy 1.4, đó, biển Hải Phòng 15A77601, sơn xì màu đen. Đây là một trong những dòng xe mà cái kiểu dáng của nó rất là đẹp và rất là ưa chuộng hiện nay. Quý khách mua về có thể chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ. Xe hoa đám cưới thì đây cũng là một trong những cái mẫu xe mà khá là đẹp cho tất cả khách hàng, bà con. Nếu quý vị, chị, các bạn nào có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe này hay về mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, một chiếc Accent số sàn 2013 máy 1.4 khá tiết kiệm nhiên liệu đang chào bán tại Tuấn Anh với giá tiền là 309 triệu đồng. Vậy 309 triệu đồng các bạn mua được những chiếc xe gì mà có thể là vừa với túi tiền cũng như là phù hợp với lại điều kiện kinh tế, mục đích sử dụng của tất cả mọi người? Với chiếc xe này là một chiếc xe gia đình sử dụng, không qua đục, không taxi và không có dịch vụ. Vâng, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Con này thì nó qua hai chủ rồi. Đấy, rất là đẹp cho mọi người. Form dáng của dòng Accent thì các bạn miễn chê miễn bàn. Tất cả những cái đường gân khía cạnh từ đèn cho đến na răng của chiếc xe thì không thể chê vào đâu được một cái gì. Đó. Vâng, 2013 thì khu vực Hải Phòng thì em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng cho tất cả mọi người. Đó. Em chỉ hỗ trợ trong khu vực Hải Phòng thôi các bạn nhé, với đời 2013. Đó. Với anh em mà Hải Phòng hay các bác nào Hải Phòng muốn mua trả góp thì con này chỉ việc đổi cà vẹt là xong thôi. Đó, xe được trang bị giải đèn nét ban ngày. Giải đèn nét ban ngày này. Đó, cộng với đèn bi salon siêu sáng, cộng với lại đèn gầm. Đó, rất là ok cho mọi người. Form của nó thì nhìn rất là chuẩn và rất là đẹp. Đó, anh em thấy đây. Rất chuẩn và rất đẹp luôn. Đó, rất ok cho mọi người. Và chiếc xe này thì nói thật với các bác là đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2022. Con này thì trước đây là một chủ từ đầu sử dụng của Thái Bình. Đó, về đã rút hồ sơ về Thái Bình, ra tên Hải Phòng, nhưng mà bác ở Hải Phòng. Đó các bạn nhé. Đó. La răng của nó là la răng Hyundai, rất là đẹp. Vâng. Phanh đĩa, lốp lác của chiếc xe thì khá đẹp đây. Đó, anh em có thể thấy được. Xi nhan được tích hợp trên gương. Xe được trang bị hệ thống 4 phanh đĩa, tức là 4 ABS luôn. Đó, rất xịn sò luôn. Đẹp luôn. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì các bạn thấy đây, đèn hậu này rất là đẹp, rất là ok cho mọi người, rất xịn sò. Vâng, bỏ ra tầm tiền hơn 300 triệu đồng thì các bác đã sở hữu được một chiếc xe Hyundai Accent còn đẹp nhức lách như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào phần bên trong xe. Xe được trang bị hệ thống số sàn 6 cấp số, rất tiết kiệm nhiên liệu. Và bên trong thì được trang bị màn hình Android rất xịn sò, bô lăng 3-4 chấu kép, cộng với nội thất ghế da rất là đẹp. Đấy. Trần của nó thì đã được dán trần 5D chống nóng rồi, rất đẹp. Đấy. Xe này thì chủ đi cũng khá là giữ gìn và khá là ok cho mọi người. Đây là phần hệ thống gương kính chỉnh điện này, cộng với lại phần táp ly bằng lỉ, keo chỉ zin. Keo chỉ còn zin hết này các bạn. Đấy, keo chỉ zin hết rất là đẹp luôn. Tất cả những cái đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì còn nguyên bản hết theo xe. Đó, các bạn nhé. Nguyên bản hết theo xe luôn. Đó. Bên em mua xe thì cũng kiêng kỵ nhất là những cái phần mà nó vào cái cột kèo. Vì thế nên là những cái chiếc xe mà nó rơi vào tầm trên 100 triệu cho đến trở đi thì chúng em lúc nào cũng phải cân đối kỹ về những cái phần lỗi như vậy. Đấy gọi là những cái lỗi đâm đụng các bạn nhé. Và đặc biệt là ngập nước các bạn ạ. Rất là đẹp. Một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Keo chỉ của nó rất xịn sò luôn. Lắp cốp chiếc xe đây. Bên trong thì rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Kích thước của lốp dự phòng. Phía sau thì đã được dán phun một lớp chống ồn. Rất là ok cho mọi người. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người đây. Tất cả đều rất là đẹp.
tất cả những cái đường chỉ phía sau này nó rất là ok cho mọi người. Đó. Dòng này thì các bác mua về có thể chạy dịch vụ gia đình hoặc chạy gia đình, hoặc có thể chạy xe hoa đám cưới, thì đây cũng là một trong những dòng xe mà nó đáp ứng đầy đủ những cái về cái phần form dáng chuẩn và rất là đẹp. Gầm bệ không có mục mọt gì. Sàn của chiếc xe thì đã được trải sàn 5D rồi. Xe này trang bị một túi khí thôi nha các bạn nhé. Và màn hình Android rất sắc nét luôn. Đó, nội thất ghế da rất xịn sò. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ, máy em đang vẫn để đổ nhé. Chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra về cái phần option bên trong xem nó có những cái gì. Điều hòa thì rất là rét luôn, xe chạy được 12 vạn. Đó. Màn hình Android rất là đẹp. Màn hình Android có cả SIM 4G luôn các bạn nhé. Hệ thống cam lùi đầy đủ hết này các bạn. Điều hòa rét quá tắt tạm đi. Đó. Rất là ok. Đó, anh em có thể thấy đây. Màn hình Android tra mạng 4G đầy đủ thoải mái luôn. Hệ thống kính điện, kính điếc đầy đủ hết này. Vâng, ngồi trong dòng Accent thì các bạn thấy nó rất là thoải mái. Vâng, rất là đẹp luôn. Với cái thiết kế form dáng cũng khá đẹp. Con này thì đang hết nước rửa kính luôn. Accent thì nó không có trang bị gương cục xòe mà nó chỉ có chỉnh mặt gương bằng điện thôi. Đó. Rất là ok cho mọi người, đúng không ạ? Âm thanh thì chắc là hay lắm nhưng mà em chưa bật. Đó. Cơ bản là không bật được. Có cả khóa có khiển nhé. Ở chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ lên đề lỗ startup rồi. Rất xịn sò. Hệ thống đèn trần của nó thì vẫn còn sáng này. Và các bạn thấy đây. Rất là đẹp, đúng không ạ? Nói chung bỏ ra cái tầm tiền mà nó hơn 300 triệu, chính xác là 309 triệu thì các bạn cũng cân đối xem mình có nên mua cái dòng này không. Vì đây là một cái dòng xe mà hiện tại đến bây giờ 2021 thì ASEAN nó vẫn đang tiếp tục sản xuất và tiếp tục ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vì thế nên là tất cả những cái mẫu mã của dòng ASEAN thì nó luôn luôn được thay đổi. Nhưng mà mình thì với cái tầm tiền như thế nào thì mình sẽ với đến tầm tiền đó, đúng không ạ? Và đây là phần khoang máy của chiếc xe. Máy móc của nó thì lổ rất là êm. Máy móc lổ rất là êm luôn. Rất là đẹp luôn. Cái phần gioăng này thì qua nhiều năm sử dụng thì nó cũng đã ngấm cái phần gioăng dầu. Cái này thì thay thì nó rất rẻ thôi, 350.000. Cộng công thì rơi vào tầm khoảng hơn 500.000 gì đó. Nó không ảnh hưởng gì đến cái phần lòng máy ở bên trong. Đó. Tất cả những cái phần bộ giảm sóc của chiếc xe còn rất là đẹp. Lắp cabo rất là mỏng, rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là mỏng luôn. Máy lổ rất là êm luôn, máy lổ rất êm luôn. Đó, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về một chiếc xe Hyundai Accent 2013. Xe được trang bị hộp số sàn máy 1.4. Đấy. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng và lân phun đồ chơi rồi. Với giá tiền là 309 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về dòng xe này, hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.